nhìn thấy con chó nó ăn phân, người có nên gọi chó vào tâm sự là phân nó rất là bẩn, mày không nên ăn. Nói chung là mình bây giờ văn hóa rồi, không? Thì tác động vậy nó có thay đổi không? Ờ đúng rồi, mình biết không thay đổi mà mình cứ tác động. Cả nhà hình dung không ạ? Vậy cho nên cái khó của người ở vòng trí tuệ là tôi biết bạn đến đâu thì tôi giúp đến đó, gọi là tùy đức để độ. Ví dụ bạn đang có thu nhập 5 triệu và bạn có khát khao làm giàu, thì tôi sẽ giúp cho bạn lên thu nhập 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu. Nhưng mà đầu tiên phải là khát khao của bạn đã. Thứ hai, tôi sẽ làm cho bạn thu nhập cao hơn cái thu nhập hiện tại của bạn một chút thôi, để cho bạn có niềm tin. Xong tôi lại gì? Dẫn tiếp, dẫn tiếp, dẫn tiếp. Cả nhà hình dung cái này không? Còn nó không như đa cấp. Đa cấp là chúng nó đang thất nghiệp mà nó gọi vào, nó bảo làm 1 triệu đô đầu tiên trong 1 năm. Tức là đang từ 0 đồng 1 tháng mà bây giờ làm 1 triệu đô trong 1 năm, nghe nó khiếp hồn này. Không? Thì nó hơi điêu. Đấy, thì như vậy cái người trí tuệ người ta biết, một là cái này nó diễn ra có đúng quy luật không? Thứ hai, mình có nên tác động vào không? Và tác động thì có thay đổi không? Còn nếu biết là tác động mà không thay đổi, họ có tác động không? Không. Ví dụ, nhìn thấy con chó nó ăn phân, người có nên gọi chó vào tâm sự là phân nó rất là bẩn, mày không nên ăn. Nói chung là mình bây giờ văn hóa rồi. Không. Thì tác động vậy nó có thay đổi không? Ờ đúng rồi, mình biết không thay đổi mà mình cứ tác động. Hay là một nhân viên thôi, mình biết nó không có khát vọng thay đổi và nó ngu, nó không có khát vọng thay đổi, nhưng mình cứ suốt ngày khát vọng thay đổi là thuộc về nó hay về mình? Về nó. Khát vọng thay đổi của nó là thuộc về nó hay về mình? Về nó. Vậy có nghĩa là cái muốn là của gì? Của nó. Còn trách nhiệm của mình là gì? Giúp, nếu nó muốn thì với giúp, còn nó không muốn gì thì thôi. Trong đạo Phật thì gọi là tùy duyên. Đấy. Cũng giống như ông trời, trách nhiệm của ông trời mưa là mưa, còn cây nào khát vọng lớn ắt nó sẽ biết hút hút nước. Chứ ông trời không có trách nhiệm mang nước tưới đến từng cây đúng hàm lượng. Mà cây nào mà cây nó tồn tại được thì nó chủ động, nó khát vọng sống thì nó sẽ hút nước, và hút bao nhiêu thì nó sẽ dừng lại và nó chống được với úng. Có đúng không các ngài? Vậy thì trong con người mình cũng vậy thôi. Mình biết cái việc là đây là cái cây này nó chỉ hút được bằng này nước thôi, tức là khả năng nó chỉ thay đổi được bằng này thôi, thì mình chỉ nói bằng này thì nó sẽ gì? Cảm thấy nó dễ chịu. Đấy là lý do mà tại sao thằng bố không bao giờ được ngồi với thằng con lúc nó 15 tuổi. Thằng con nó khiếp ăn cơm với bố. Vì trong lúc ăn cơm thằng nào dậy liên tục? Thằng bố. Bắt đầu tưới nước. Tưới nó xui bọt mép rồi mà. Nó khiếp, nó bảo thôi mai ông hốc mẹ mình đi. Không. Thế đấy là lý do bữa cơm gia đình ít khi vui vẻ. Và đấy là lý do bữa cơm gia đình các con nó khiếp. Nó vui vẻ được bởi vì bố bận mà. Thế trong một ngày chỉ có mỗi cái bữa tối. Thế vào bữa tối một phát là liên tục là gì? Là đào tạo. Đấy, đào tạo liên tục. Mà vừa ăn vừa đào tạo, mà đào tạo rất tiêu cực thì bố thằng nào ăn được. Không, nhưng mà tôi nói như vậy để tôi thấy là nhiều bậc cha mẹ rất vô minh. Rất vô minh. Thương bọn trẻ con. Đấy. Thế thì nguyên tắc là thôi, nó ở cái tuổi 13 nó được như thế này là mừng lắm rồi chứ. Ví dụ như con tôi nó ở cái tuổi, nó học lớp 12, nó ở cái tuổi đấy mà bắt đầu nó hơi động đậy thích bạn gái, vậy là được hay dở ạ? Được chứ, đem mẹ 18 tuổi mà chưa biết thích bạn gái thì nay mai nó học mẹ chim à? Thì mình phải mừng chứ. Bố mừng là bây giờ nó đã gì? Dẫy rồi đấy. Không. Thứ hai là nó không ăn cắp ăn trộm. Không. Nó không liên tục bị thầy cô giáo mời nên uống nước chè.
phụ huynh nên uống cái chè. Vậy là mừng được còn gì nữa. Còn nó học gì? Không cần top 10. Bởi vì trong lịch sử là top 10 không ăn thua. Thường là top 10 đến 15 mới ăn thua. Cho nên tôi nghiêm cấm con tôi là mày học giỏi top 10 ở lớp. Giỏi là chết với nào. Để bớt cái áp lực của nó đi. Đấy. Thứ hai là cứ tôi thấy buổi tối nó đi học thêm liên tục. Thì việc đầu tiên tôi bảo là mày nghiên cứu lại con ạ. Học nhiều không tốt đâu. Bây giờ bố con mình ngồi quy hoạch lại xem. Thực sự sau này con muốn trở thành ai. Và từ đó bố con mình nghiên cứu xem mày nên học cái gì thôi. Học, học đúng, học trúng, học ít. Đúng, trúng và học ít. Còn tốt hơn rất là nhiều con vơ một đống rác về nhà. Và cuối cùng não của mày là toàn rác. Cho nên cứ bình tĩnh, bố con mình ngồi bàn. Và ngồi bàn với nhau như hai thằng gì? Như hai thằng đàn ông ấy chứ. Đấy, được quyền, nó phải chơi vậy chứ. Nghe mẹ cứ mở mồm ra trứng làm sao khôn hơn vịt. Đấy, thì cái này bị cái vòng trí tuệ này. Trí tuệ người ta biết là chuyện gì đến đâu phải gì, chấp nhận đến đấy. Tức là bắt đầu người ta đón nhận những thứ gì? Đón nhận những thứ sai trái đang diễn ra trong cuộc sống. Và không phán xét nữa. Ví dụ hai anh cha này tham, cha này tham, thì rất dễ góp vốn với nhau. Vì hai thằng đều ủ mưu đi hốc của thiên hạ mà, cho nên đoàn kết lắm. Nhưng hốc được một phát là gì? Là chửi nhau và đương nhiên giải tán. Thì mình phải hiểu đấy là một quy luật tất yếu. Và mình cố gắng khuyên hai thằng tiếp tục làm ăn với nhau thì sẽ có một thằng mất mạng. Cho nên bảo làm sao? Bọn em chia tay là gì? Càng nhanh càng tốt. Đấy. Vậy người trí tuệ là người ta chấp nhận được cái đúng cái sai trong đời sống. Còn tôi khiếp nhất là cái bọn đầu bọc cảm xúc. Tao mà đúng thì ắt là mày sai. Mà mày đòi đúng thì mày bảo tao sai à? Có phải không? Cái vòng cảm xúc này suốt ngày chỉ có đúng sai thôi. Còn vòng trí tuệ là gì? Không sao em, quy luật nó vậy. Nó vậy, nó vậy, vậy, vui vẻ nên. Và người trí tuệ ví dụ đã khởi nghiệp, có nghĩa đồng nghĩa với việc đón nhận cả thành công và thất bại. Đã mặc cái áo là người ta phải chấp nhận cả mặt trái và mặt phải. Các ngài hình dung không ạ? À, đã vào công an thì được cái ổn định, nhưng phải chấp nhận quỵ lụy và vất vả. Cái lúc mà người ta nghỉ ngơi ngày lễ là lúc mình phải gì? Trực. Đã làm bác sĩ là nghề cao quý, nhưng chính cái cao quý đấy nó đến từ sự tận tụy. Vậy cái lúc mà người ta đang ngủ trong đêm thì lúc là mình phải lao ra bệnh viện để cấp cứu. Tức là mình phải đã đón nhận cái này. Mặt phải thì phải gì? Chấp nhận mặt trái. Nhưng mà vì nó không rơi được vào vòng trí tuệ, cho nên con người nó mới tham lam. Nó chỉ có nhận cái phần gì ạ? Phần lợi thôi. Còn phần thiệt là nó không chấp nhận.